21 hộ giáo viên đang có nguy cơ mất nhà vì diện tích đất nhà họ đang nằm trong sổ đỏ trường tiểu học Lê Hồng Phong tại thôn 6, xã Nam Dông, huyện Trư Rút, tỉnh Đắk Nông. Theo đó, toàn bộ diện tích đất có nhà của 21 hộ giáo viên này nằm trọn trong sổ đỏ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk lúc chưa tách tỉnh Đắk Nông cấp cho trường tiểu học Lê Hồng Phong vào năm 2001. Các giáo viên cho biết thời bấy giờ đất đai bao la, giáo viên xin chỉ để dựng nhà, có mảnh vườn nhỏ trồng rau, nhưng nay có nguy cơ bị thu hồi. Theo cô Hồ Thị Hòa, 55 tuổi, trong số 21 giáo viên có nhiều người cống hiến hơn 30 năm, nhiều người mất, nhiều người đã nghỉ hưu, bị bệnh nan y. Nếu bị thu hồi căn nhà duy nhất, tuổi già biết nương tựa vào đâu. Cô Ngô Thị Lan, một giáo viên có nhà khu vực này cho rằng, nếu khi làm sổ đỏ cho nhà trường, cơ quan chức năng có xem xét đến việc có hàng chục hộ giáo viên có nhà sinh sống ổn định trên đất này từ lâu, có thể đã không cấp chồng lên như vậy. Cô Lan mong nhà nước tạo điều kiện cấp cho mỗi giáo viên khoảng 100 m vuông đất ở để làm nhà, giáo viên sẵn sàng đóng tiền thuế đất theo quy định. Trả lời vấn đề này, ông Đỗ Văn Tuyến, Phó phòng phụ trách Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Giút, cho biết, sự việc nhà đất của 21 giáo viên đã xảy ra nhiều năm, trải qua nhiều nhiệm kỳ lãnh đạo nhưng chưa thể giải quyết dứt điểm. Ngày 18 tháng 11 năm 2021, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Giút có văn bản trả lời các giáo viên về việc đã xác minh nguồn gốc đất và yêu cầu họ chuyển đi huyện cho rằng có chủ trương cấp đất cho ba cô giáo nhưng ở vị trí khác. Toàn bộ diện tích đất của các hội giáo viên đang ở đã cấp sổ đỏ cho nhà trường. Nói thêm về việc này, ông Nguyễn Anh Tú, Chủ tịch ban nhân dân huyện Chư Giút, cho biết rất đau đầu về việc xử lý đất cho các giáo viên vì vướng luật. Lãnh đạo ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu thanh tra, sở tài nguyên và môi trường phối hợp với huyện xác minh có hướng giải quyết thú tình đạt lý cho các giáo viên.